Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy đang có đây." Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng thì người nói: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh, và người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn 4 điểm trong phần phụng vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ ba Phục sinh 5B. Điểm thứ nhất là bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông đồ, chương 3 câu 13 đến câu 15 và câu 17 đến câu 19. Kể lại cho chúng ta bị việc Thánh Phêrô giảng cho dân chúng. Thưa anh chị em, để hiểu được cái phần bài giảng này ở phía sau đó, chúng tôi nói lại một chút về phần ở trước đó. Trước đó thì Thánh Phêrô đi vào trong đền thờ để cầu nguyện theo cái thói quen của người Do Thái. Thì ở tại cửa đẹp của đền thờ có một người què từ lúc mới sinh. Anh ngồi đó để anh ăn xin mà, xin những người gọi là đi vào đền thờ cầu nguyện đó bố thí cho anh. Thế thì khi thấy Thánh Phêrô đi vào thì anh cũng như theo cái thói quen tự nhiên thì anh cũng mong rằng Thánh Phêrô giúp đỡ cho anh, cho anh chút tiền gì đó. Thánh Phêrô nhìn anh và nói: "Anh nhìn tôi nè, tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này tôi cho anh nè. Nhân danh Đức Giêsu đó, anh đứng dậy và đi." Chúng ta thấy cái điều mà anh mong muốn đó là tiền để giúp anh có thể sống được, bởi vì anh bị bại liệt từ nhỏ, anh không có làm được gì hết để mà sinh sống, chỉ trông chờ cái lòng thương xót của những người khách hành hương thôi. Nhưng mà ở đây Thánh Phêrô nhân danh Đức Giêsu phục sinh đã cho anh, đã trao tặng cho anh một cái điều quá lòng anh mong ước: đứng dậy mà đi. Sau đó Thánh Phêrô kéo anh đứng lên và anh đi lại bình thường, và anh đi theo các tông đồ đi vào ở trong đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót, bởi vì cái niềm vui của anh là cái niềm vui quá lớn, và anh ca tụng Thiên Chúa. Thế thưa anh chị em, sau cái câu chuyện Thánh Phêrô làm phép lạ đó thì nhân dịp mà có đông dân chúng, Thánh Phêrô mới giảng cho dân chúng mà chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất. Cái hoàn cảnh của Thánh Phêrô là hoàn cảnh rất thuận tiện. Sau khi chữa lành người què từ lúc mới sinh thì Thánh Phêrô liền lên tiếng giảng về Đức Giêsu cho người Do Thái. Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể, Thánh Phêrô rao giảng Đức Giêsu phục sinh. Ông minh chứng rằng Kinh Thánh đã nói về người: người là đấng thánh, là đấng công chính, và là vị ngôn sứ đã được loan báo, là người tôi trung mà bốn bài ca của ngôn sứ Isaiah đã phát quả chân dung phù hợp hoàn toàn với Chúa Giêsu trong cuộc thương khó mà chúng ta vừa tưởng niệm.
bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông. Người đã bị ức hiếp, buộc tội và bị thủ tiêu. Tất nhiên chúng ta biết rồi, Chúa Giêsu qua cái chết trên thập giá chuộc tội cho nhân loại, chuộc làm ơn làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta, để mọi người chúng ta có thể gọi Thiên Chúa một cách thân mật là Cha ơi. Cái tiếng đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta phạm tội trong vườn địa đàng. Như vậy, Chúa Giêsu hoàn thành mọi giai đoạn lịch sử Israel và thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa để biến đổi thân phận loài người. Nhận biết Chúa Giêsu là làm gì thưa anh chị em? Nhận biết Chúa Giêsu là sám hối, là tin vào người để được hưởng bình an và hạnh phúc như người què đã được chữa lành, mà chúng ta nghe ở phía trước, chứ còn hôm nay thì cái phần sau. Cho nên thưa anh chị em, chủ đề sám hối trong Thánh Kinh là một chủ đề rất lớn. Có dịp nào đó tôi sẽ trình bày tỉ mỉ hơn cho anh chị em, nhưng mà trong cái khung cảnh, trong cái thời giờ giới hạn của phần chia sẻ lời Chúa sau bài tin mừng thì tôi chỉ nói ngắn thôi. Bởi vì mỗi người chúng ta đó, mang lấy thân phận con cháu Adam, chúng ta rất dễ phạm tội và khó làm việc lành. Chúng ta những người lớn, chúng ta có kinh nghiệm rất nhiều về việc này. Cho nên sám hối là việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày để chúng ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, thưa anh chị em. Điểm thứ hai là đáp ca thánh vịnh thứ 4 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó. Tuy thánh vịnh 4 là một thánh vịnh ngắn, chỉ có 9 câu thôi anh chị em, và 4 câu trích trong phần phụ vụ lời Chúa hôm nay lại càng ngắn hơn nữa. Nhưng có thể nói thánh vịnh thứ 4 trình bày đầy đủ niềm tin của dân Israel, lịch sử giao ước giữa Thiên Chúa và dân riêng của người trong nhiều thế kỷ. Thánh vịnh thứ 4 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó, nói với chúng ta, kể cho chúng ta về lòng tín thác và khẩn cầu Thiên Chúa. Dân Israel luôn luôn tin tưởng và khẩn cầu Chúa, họ hãnh diện và hạnh phúc vì được làm dân riêng Chúa chọn và khám phá Thiên Chúa là đấng giải thoát họ. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện của dân Israel gồm tín thác và khẩn cầu đan xen với nhau. Cho nên đối với tất cả chúng ta, những người Kitô hữu thưa anh chị em, thì chúng ta cũng luôn đặt trọn niềm tin vào lòng Chúa xót thương. Mà Chúa Nhật vừa rồi, Chúa Nhật thứ hai phục sinh là Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót, mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã chính thức thiết lập vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Và chúng ta cũng phải hãnh diện vì chúng ta đã được Chúa gọi làm con của Chúa giữa biết bao người khác chưa nhận biết Chúa. Và chúng ta khám phá Chúa là đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Cái chết ở đây là cái chết thiêng liêng thưa anh chị em, chứ không phải là cái chết về thể xác. Điểm thứ ba là bài đọc 2, trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ chương 2 câu 1 cho đến câu 5a. Bài đọc 2 hôm nay là một lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta bước đi trong ánh sáng. Điều kiện có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đoạn tuyệt với tội lỗi, và thứ hai là tuân giữ các điều răn của Chúa, nhất là điều răn bác ái yêu thương từ anh chị em. Thiên Chúa là ánh sáng, nghĩa là nguồn sự thật và sự thánh thiện. Bước đi trong ánh sáng là bước đi trong sự thật và sự thiện. Để có thể bước đi trong ánh sáng như Thánh Gioan mời gọi, thì điều kiện thứ nhất là chúng ta phải đoạn tuyệt với tội lỗi, nghĩa là đừng phạm tội nữa. Đó là cái lý tưởng mà chúng ta cần đạt được. Nhưng mà trong thực tế của đời sống đức tin thường ngày, như tôi vừa nói với anh chị em, chúng ta yếu đuối lắm, dễ phạm tội và dễ tái phạm. Tất nhiên chúng ta có thể hòa giải với Thiên Chúa qua bí tích giải tội, và chúng ta trông cậy vào lòng Chúa xót thương, Chúa không ngừng tha thứ cho chúng ta. Nhưng nếu ai trong chúng ta phạm tội, thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa là Đức Giêsu Kitô, người chuyển cầu cho chúng ta. Và hiện nay với tư cách là của lễ đền tội qua hy lễ của người trên thập giá, người chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Theo Kinh Thánh, biết Thiên Chúa không chỉ là một ý niệm trừu tượng
nhưng là có một mối tương quan đích thực với Thiên Chúa và sống hiệp thông với người. Tiêu chuẩn giúp nhận ra đâu là thực sự biết Thiên Chúa, đó là tuân giữ các điều răn của người, nhất là điều răn bác ái yêu thương. Thưa anh chị em, trong lịch sử của giáo hội đó, nhất là những năm gần đây, thỉnh thoảng tôi có kể cho anh chị em nghe câu chuyện này, câu chuyện khác về cái việc người Kitô hữu chúng ta bất cứ trong bậc sống nào sống cái tình bác ái yêu thương. Ví dụ như trường hợp thánh Maximiliano Maria Kolbe, năm 1941 đó, ngài đã tình nguyện chết thay cho một cái người bạn tù của mình ở bên trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Và đến năm 1982 đó, thì cái điều cảm động là ngài được phong chân phước đó, và cái gia đình của ông kỹ sư nông nghiệp ngày xưa ngài đã chết thay trong cái trại gọi là tập trung đó, được phép chính phủ Ba Lan cho sang bên Roma để dự lễ phong thánh cho cái người đại ân nhân của mình. Hay mới đây, cách đây mấy năm, tôi kể cho anh em trường hợp một cái viên sĩ quan hiến binh Pháp, Bentram mà. Ông đã làm gì? Đi vào làm con tin thế cho một người phụ nữ bị mấy tên khủng bố nó bắt trong một cái siêu thị, và kết quả là ông chết. Chết chưa có kịp kết hôn với người bạn đời của mình, chỉ gặp nhau trong một cái bệnh viện là lúc cấp cứu nắm tay cái người bạn và ông qua đời. Hay là cách đây 2003, chúng ta nhớ cái bệnh SARS đó. Bây giờ thì chúng ta nâng Covid thì rất là sợ bệnh SARS đó. Chính một người Kitô hữu đó có thể nói là chết để cho nhiều người được sống. Đó là bác sĩ Carlo Urbani, một người Kitô hữu rất là nhiệt thành. Ông làm việc, ông sang bên Á Châu này, ông làm việc ở đây nè, ở Việt Nam chúng mình nữa, ở ngoài Bắc. Rồi sau khi mà ông khám phá một cái người bệnh nhân ở bên Hồng Kông, nó có bệnh gì lạ lắm, ông báo động cho Tổ chức Y tế Thế giới. Và sau đó chính ông bị nhiễm bệnh. Và khi đưa qua tới Bangkok đó, ông đâu có gặp gỡ cái người vợ với ba đứa con trai của mình được, bị cách ly rồi, chỉ nhìn qua mình kiến rồi ông qua đời. Và khi ông qua đời đó, thì Đức Giáo Hoàng John Paul II đã gặp gỡ cái người vợ quá và ba đứa con mồ côi của ông, nói lên cái lời khích lệ, nói lên cái cho thấy là ngài khen ngợi cái gương sáng của một người Kitô hữu đã chết cho người khác được sống. Thưa anh chị em, cuối cùng đó là bài tin mừng Luca 24 chương 24 câu 35 cho đến 48. Trước đó, ở phần trước, thì Chúa Giêsu đi hiện ra với hai môn đệ đi lần Emmaus. Ở đây là sau khi các ông trở về Jerusalem thì báo cho các tông đồ biết là các ông đã nhận ra Chúa Giêsu lúc người bẻ bánh ở trong cái quán trọ. Trong cái câu chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus đó, Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hướng dẫn hai ông như thế nào để từ tâm trạng mất niềm tin vào người và vấp ngã vì thập giá, các ông tìm lại được niềm tin nhờ thông hiểu lời Kinh Thánh. Bài tin mừng hôm nay là phần sau của cuộc gặp gỡ trên đường Emmaus và là phần cuối sách tin mừng Luca. Tác giả soạn rất kỹ cho thấy Đức Giêsu đã làm thế nào để đưa nhóm 12 từ từ đi tới đỉnh cao của mầu nhiệm vượt qua. Đức Giêsu khắc phục lòng tin yếu kém của các ông bằng những dấu chỉ cụ thể chứng tỏ người đã phục sinh, người giúp các ông hiểu rõ Kinh Thánh và xác định nhiệm vụ của các ông là làm chứng người đã phục sinh. Thưa anh chị em, tác giả kết thúc tin mừng của mình với cảnh Đức Giêsu tỏ mình ra là Chúa và được các môn đệ tôn thờ. Như vậy, thưa anh chị em, Thánh Kinh có một vai trò rất quan trọng trong đời sống của Hội Thánh và đời sống của từng người tín hữu chúng ta. Nói như Thánh Geronimo đó, không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô, cho nên làm thế nào đó chúng ta ai cũng bận hết. Nhưng mà ở trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta ráng đọc Thánh Kinh, đọc Thánh Kinh. Và chúng ta chỉ không có ai được phép mà tự ý giải thích lời Chúa hết, anh chị em. Chỉ có giáo hội được Chúa ủy quyền mới được giải thích lời Chúa mà thôi. Mà anh chị em thấy mỗi người tự ý giải thích lời Chúa, nó dẫn đến những cái sai lạc không có thể sửa chữa được. Cho nên làm thế nào chúng ta lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, yêu mến lời Chúa, suy niệm lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày. Nhờ đọc Thánh Kinh mà chúng ta biết là Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào. Thưa anh chị em,
Tôi muốn mượn cái lời cầu sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Lạy Chúa là đấng đầy yêu thương thành tín, Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của Đức Kitô và giải thoát người khỏi quyền lực thần chết. Xin đừng để chúng con nản chí sờn lòng, nhưng hằng được mừng vui tin tưởng. Nhờ đó chúng con được thư thái bình an mà đợi ngày chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Amen.